Hi, xin chào tất cả quý bà con, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề nhức nhối của nhà vườn chúng ta, đó chính là một cái cây sầu riêng nó ra quá nhiều cổ bông thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Đó. Nó rất là nhức nhối nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ chi tiết làm sao để xử lý được cái cây sầu riêng nó quá nhiều cổ bông như thế. Cái cổ này thì nó đang sổ nhụy nè. Đó, bông thì bây giờ nó mới có chút xíu như vậy. Rồi bây giờ bông trên một cành nó còn quá nhiều như thế này. Bây giờ mình phải xử lý như thế nào? Trước khi mà đi đến cái việc là xử lý cái bông sầu riêng này thì mình chia sẻ cho quý anh chị và các bạn một cái câu chuyện mà mình đã thử nghiệm cách đây 3 năm. Sầu riêng cái năm đó đó mà mình để hai cổ bông, một cái cổ trước á và cổ sau, nó cách nhau tới 50 ngày. Thì cái cổ trước á mình để được 12 quả, cổ sau mình để được 70 quả. Thì cái vấn đề gì nó xảy ra? 12 quả trước đó đó là mình chăm nó sẽ thành heo hết. Đa số là nó thành heo hết. Đó, nó toàn là 5 6 ký thôi. Đó, 12 quả đó. Còn 70 quả sau nó chỉ rơi vào khoảng chừng 2 ký rưỡi tới 3 ký. Bởi vì 12 quả đó nó hút hết dinh dưỡng, mình có thúc phân tới mức nào thì những cái quả sau nó cũng đèo đẹt, nó không thể lớn nổi. Thì suy ra cái sản lượng của năm đó cho một cây, cây này, chính xác là cây này. Đó, cây này là nó không đạt sản lượng. Ví dụ mình muốn lấy khoảng 3 tạ thì năm đó nó không thể lấy được 3 tạ, nó chỉ lấy được khoảng 2 tạ thôi. Đó. Nó thất thoát đi của mình rất là nhiều. Và 12 quả đó, 12 quả đầu tiên đó, nó mất đi 3 quả nấm, nấm nấm đít. Và nó còn bị cháy múi nữa cơ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà sầu riêng nó cách nhau khoảng 50 ngày á thì cái cổ trước bắt đầu nó phát triển, nó to bằng hơn quả trứng gà rồi, hơn quả trứng vịt rồi. Mà cái cổ sau á nó mới bắt đầu xả nhụy. Mà khi xả nhụy ấy, là mình không được tưới nước nhiều, mà mình phải giảm cái lượng nước xuống bằng 1 phần 3 bình thường thôi. Bình thường mình ví dụ mình tưới khoảng cái chừng 2 tiếng đồng hồ thì lúc này mình chỉ tưới khoảng cái chừng 20 phút thôi hoặc là 15 phút thôi. Đó, thì trong cái giai đoạn mà cái quả sầu riêng nó bằng quả trứng vịt hay quả trứng gà đó nó phát triển đó, mà mình lại siết nước lại đó, thì những cái quả đó nó lại bị cháy múi bởi vì nó thiếu nước. Đấy, nó hai cổ nó rất là phức tạp. Cổ trước á thì lại thiếu nước, nhưng mà cổ sau á mà mình tưới nhiều nước thì nó lại rụng que diêm. Cho nên 12 quả đó nó bị mất 3 quả nấm, 2 quả bị cháy múi. Đó. Là coi như mình mất 5 quả rồi, 12 quả mất 5 quả. Mình chỉ còn có 8 quả thôi. Mình chỉ còn có 7 quả thôi. Cho nên là mình thấy rất là nhức nhối cái vấn đề đó. Cho nên về sau này đó mình không bao giờ mình để hai cổ bông nữa cách nhau khoảng 50 ngày nữa, mà mình chỉ để cổ bông á nó cách nhau khoảng cái chừng 28 ngày, có nghĩa là 4 giao cách nhau 7 ngày đó. Nếu mà lái nó vô cắt á, nếu mà lái họ vô cắt á là nó sẽ cách nhau khoảng 4 4 nếu mà ri á, đối với ri 6 nha, là nó sẽ 4 cổ 4 4 giao cách nhau 7 ngày là 28 ngày. Còn thái á, là tuyệt đối không được luôn. Thái là chỉ được một 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 giao cho tới hai giao thôi, là cách nhau khoảng tối đa 10 ngày. Đối với hàng sầu riêng thái, thái rất là khó nha, thái mon thon đó rất là khó. Còn ri 6 á mình có thể để tối đa 4 cổ bông nhưng cách nhau tối đa 28 ngày đó. Còn mình á thì mình ưu tiên là cách nhau tầm 3 cổ giao là 21 ngày thôi. Nhưng mà đối với những cây á nó năm nay á, nó thời tiết nó rất là khó, bây giờ nó ra quá nhiều cổ bông, mình không thể nào mà để cho nó một cổ rộ được, một cổ mà khoảng cách nhau khoảng chừng hai hai giao hoặc là ba giao được, thì bây giờ mình phải để 4 giao cách nhau 28 ngày. Bây giờ mình chỉ cho các bạn xác định nhé. Đây nè, cái bông này, cái bông bé này nè, đó, nó chỉ bằng bằng hạt bắp thôi. Còn cái bông này nè chuẩn bị xả nhụy nè, đấy thì cái bông này nè 30 ngày nữa nó sẽ xả nhụy nhé. Bông này phát triển như thế này rồi, bằng hạt bắp như thế này là 30 ngày nữa sẽ xả nhụy. Và bông này là chỉ còn 1 tới 2 ngày nó xả nhụy. Đó, là hai bông này nó cách nhau khoảng chừng 30 28 cho tới 30 ngày.
Thì mình có thể để nhá, mình có thể để như thế này, nhưng là mình phải để theo cành. Không thể nào trên một cành mà mình để cái bông này, rồi cái bông to này, bông bé này, rồi bông bé như thế này, rồi bé như thế này nữa. Đó. Đây, nó bé như thế này nữa này. Rồi nó còn bé, bé không thể như vậy, mình phải xác định nhá. Mình phải xác định là phải lấy một cổ. Ví dụ bây giờ cái cổ này nó rộ nhất, mình sẽ lấy cổ này. Thì sao? Thì cái này mình sẽ lặt đi. Đó, mình sẽ lặt cái này đi. Lặt luôn nhá, lặt luôn này đi. Lặt luôn cái bé này đi. Đó, lặt hết đi. Mình tuốt hết nhá. Tại vì cái này là đầu cành cho nên mình tuốt luôn nhá. Đó. Đó, những cái này là mình tuốt hết nhá. Bỏ hết. Rồi. Đấy, suy ra là cái cây này của mình nó sẽ đều một cổ trên một cành. Đấy, trên một cành mình chỉ để một cổ bông thôi nhé. Đó, mình để bông theo cành. Đó, bỏ luôn, bởi vì cái bông này nó to hơn rồi. Đó, to hơn rồi. À, đây nè. Năm nay nè, tình trạng năm nay nè. Đó. Là nó cứ bông 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 bây giờ bắt đầu bé như thế này. Bông to như thế này thì mình chỉ lấy cổ to thôi nhé. Mình lấy cổ to này thôi nè. Còn cổ bé bỏ hết. Không có lấy nhé. Và cái cổ này nè là còn khoảng 15 ngày nữa là xạ nhụy. Và cái cổ này đã xạ nhụy. Dư sức để chung với nhau được nhé các bạn. Và mình để theo cành. Đó, cái cành này mình tỉa sạch, mình chỉ để hai chùm bông, đúng hai chùm bông đã xạ nhụy. Còn lại là mình đã tước hết, bỏ hết tất cả các cổ bông sau. Đó. Trên một cành đấy, nó có một cổ bông như thế này, rồi bông nó bé như thế này, bỏ ngay nhá, bỏ không để chung được đấy. Thì sầu riêng ri á, nó dễ hơn sầu riêng Thái ở chỗ, sầu riêng ri nó dễ hơn sầu riêng Thái ở chỗ á, là nó có thể để được khoảng 4 cổ bông, 4 cổ bông như thế. Đó. Nên là mình phải tỉa nha các bạn. Mình muốn đạt sản lượng thì mình phải tỉa. Còn nếu mà mình không tỉa đó, thì chắc chắn cái cây đó năm đó mình sẽ không thể nào đạt sản lượng được. Như cái câu chuyện mình đã kể. Rồi. Tiếp theo mình đi tới cây sầu riêng Thái. Cũng cho các bạn xem. Cho các bạn xem là mình để cổ bông đây nè, bông Thái đó, nó trên kia nó cũng có cái chùm đang xạ nhụy. Đây mình leo lên, đợi xíu mình leo lên nhá. Đây sầu riêng Thái đặc biệt là chỉ để được một ấy, một cổ bông cách nhau khoảng 7 ngày thôi nhé. Đây là một cổ bông của nó nè. Và cái cổ bông này nè, nó đang bắt đầu xạ nhụy rồi nè. Mình không thể để nhé, buộc là mình phải lặt đi nhé. Đó, nó đang xạ nhụy nè. Mình phải bỏ, dứt khoát bỏ nha các bạn. Dù là cái cành này nó không có một cái bông nào, mình cũng phải bỏ đi. Không thể để được như thằng sầu riêng ri. Dù rằng là cái cành này chẳng may ấy mà nó không có một cái bông nào á thì mình cũng phải bỏ nha. Bởi vì mình đã thử nghiệm rồi. Dù là mình để hai cổ bông trên, dù dù là mình để hai cành khác nhau nhưng vẫn không được, chỉ có thằng ri mới được thôi, thằng Thái là không được luôn. Nó vẫn rụng nhá. Rất khó, cho nên là buộc mình phải chọn một cổ bông thôi. Đó, bông rất nhiều. Mình cũng phải tỉa bớt nó đi cho nó thưa ra. Rồi. Bông nó to như thế này nè. Mấy quả bông sau rồi nó bé như thế này nha. Mình bỏ luôn nhé. Sầu riêng Thái là mình chỉ cố gắng để làm sao cho nó một một quả bông thôi. Bỏ bỏ cái chùm to đi nè. Dứt khoát nha các bạn. Dứt khoát bỏ nhé. Còn cái thằng sau này để vô sau này.
Trên bởi vì thái này nó khó lắm, nó khó chịu lắm, nó không như thằng ri. Và những cái bông đầu cằn á, bạn phải tỉa nhá, phải tỉa hết đi nhá, chứ để bông đầu cằn là những cái bông sau bên trong này nó eo ọt lắm, nó không có lớn được đâu. Đây nè, cái chùm bông mà nó khô như thế này nè, mình làm tới năm nay là bình thường nha các bạn. Này, nguyên cái chùm này nó khô nè, đây nè, nó khô như thế này, mình bình thường nha, bởi vì bông rất nhiều, nó cạnh tranh dinh dưỡng nhau á, cái nó khô bông của nó khô cả chùm này nè, rụng này nè. Mình là mình có xịt nấm, nhưng mà xịt trước đó thôi, xịt trước đó lúc mà ra mắt cua khoảng cái chừng tầm ở chừng 3 phân á, 3 phân cho tới 4 phân á là mình đã xịt nấm rồi. Và sau đó mình có gặp cơn mưa là mình có rửa bông bằng Entracol rồi. Cho nên là về sau này nó có bị khô bông rồi chết ỉu, kệ nó nha các bạn. Nó cái phần nó ít lắm. Không ảnh hưởng gì đâu. Mình đừng quá lo lắng, bởi vì bông trên một cây sầu riêng nó nhiều lắm. Mình không ăn hết được đâu. Một cành sầu riêng á, mình để tối đa tầm chừng 5 cho tới 10 quả. Ví dụ một cành to như này đi, cành to như này đó, mình để khoảng được 10 quả. 10 quả thì vô đây bông là dư sức rồi. Đó, vô đây bông là dư sức rồi, dư sức để được 10 quả rồi. Còn một cái cành nó bé như thế này nè, mình để khoảng chừng được 3 quả. Được 3 quả bông mình để nhiều làm gì, mình có để nhiều chi chít cũng không bao giờ đậu được. Mình phải tỉa bớt đi nhé, tỉa bớt đi, mình để mấy chùm thôi. Đó, tỉa bớt đi, mình đừng có để nhiều quá. Đó, để khoảng chừng này, một chùm nè, hai chùm nè, ba chùm, bốn chùm đấy. Để chùm ngoài này nó là năm chùm, để năm chùm này dư sức đậu được 3 quả rồi. Các bạn đừng để nhiều bông quá, để nhiều bông quá không có tốt đâu, mà nó chỉ có hại cây thôi. Đó. Để càng ít bông, vừa bông thì sầu riêng đậu càng đạt nha các bạn. Chứ mình mà để nhiều quá là nó không có đạt đâu. Nó sầu nhụy xong nó cũng xả hết rồi. Này, mình bị trường hợp mà nó khô chùm bông rồi, nó nhiều lắm, mình nó bình thường à. Cứ tự tin mà làm nha, không có vấn đề gì đâu. Mấy cái đó là quá bình thường này à. Nè, quá bình thường với mình nhé, bởi bông nó còn nhiều mà, ăn sao hết được cành này. Nè, bông như này là dư rồi, đầy ngoài nè, dư rồi, đâu có thiếu đâu. Nên là nó có khô thì cho nó khô bớt đi, để khỏi đỡ phải lặt nữa, chứ mình phải đi lặt đi thôi. Vậy nha các bạn, đối với những cái cây mà nó nhiều cổ bông như thế đó, thì mình phải xử lý như vậy nhá. Ri tối đa 28 ngày, thái tối đa 10 ngày. Đó. Đó, mình đã tỉa cho nó thành một cổ bông hết rồi. Rồi tiện đây mình cũng nói về cái vấn đề là mình kéo đọt nhé. Mình á, những cái bông này nè, mình chỉ xịt bo thôi. Cái phương pháp của mình á, mình làm á, là mình chỉ xịt bo thôi. Mình không có xịt canxi bo. Nhưng mà ở dưới gốc á, là mình rải canxi nitrate bo. Đó, nó là ure sữa đó, của Yara đó. Do là ở dưới gốc này mình đã bỏ canxi bo rồi, cho nên là ở trên này mình chỉ xịt bo thôi. Thì cái thằng ure sữa đó mình bỏ như vậy ấy, đọt nó ra rất là đẹp nhá. Đây nè, đọt nó ra nè, bông nè nhá, bông nè, còn đọt nè, mình kéo đọt nè. Kéo đọt này là mình xịt ở ngoài đọt là hai lần 30-10-10. Đó, dưới gốc mình bỏ 30-10-10, bỏ mỗi cây 1 kg nha, bỏ mỗi cây 1 kg, xịt 30-10 ngoài đọt 2 lần. Đó, 2 lần, bỏ thêm ure sữa nữa. Đó, thì đọt nó sẽ ra thôi các bạn. Và tưới ấy, là mình tưới một cây như thế này là mình tưới 3 tiếng. Một cây 3 bét mình tưới 3 tiếng là mình tưới, có nghĩa là ngang mùa mưa nha, phải tưới đẫm như mùa mưa,
thì đọt nó mới ra nổi nha. Nhất nước nhì phân mà các bạn. Nhất nước đây. Bét như thế này thì một cây như vậy mình làm 3 bét. 3 bét cho cái cây này là cây năm thứ 5. Năm thứ 6 đó. Một cây 3 bét mà một cây một bét là 90 lít. 9 x 3 18. 9 9 9 327. 270 lít một tiếng. Đó, một tiếng là 270 lít. 3 tiếng là 6721 810 lít. Đó, mình tưới ghê vậy đó, mình tưới khoảng 800 lít luôn á. Tưới đẫm lắm mà 3 ngày tưới một lần. Đó, một lần tưới 3 tiếng. Mà mình tưới đêm nha, mình tưới từ 8 giờ mình tưới mình vườn mình nó có 4 khoang, mình tưới đêm. Mình tưới từ 8 giờ tối hôm trước cho tới 8 giờ sáng hôm sau. Đó, 8 giờ tối hôm trước cho tới 8 giờ sáng hôm sau. Đó, thì đọt nó mới ra được nha các bạn. Từ ri tới thái mình kéo ra hết. Nước là phải tưới tràn trề, ngang mùa mưa thì đọt nó mới ra nha. Các bạn đừng có sợ rụng bông nha. Tưới như vậy là không có rụng đâu. Đó, đọt ra nè. Thấy chưa? Cây này cả 12 năm rồi đó. Ra nè. Đọt ra nè, tua tủa luôn. Đọt ra nè, bông nè. Đó, bông nè. Bông đó là mấy cây già này thường nó ra đầu cành nhiều nha các bạn. Thường nó ra ngoài đầu cành nhiều nha. Chứ 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 ở bên trong là nó khó ra lắm. Đó, bông à, quá trời luôn nè. Dư bông luôn. Dư bông luôn. Nha, các bạn cứ mạnh dạn làm nhé. Mình làm như vậy là kinh nghiệm nhiều năm rồi cho nên là cứ mạnh dạn làm. Năm nào mình cũng kéo đọt hết. À và đặc biệt nha, hàng Thái nha. Hàng Thái mình thì làm theo phương pháp là mình buộc kéo đọt. Năm nào mình kéo đọt hết. Đó. Thì kéo đọt như vậy cái tỷ lệ thành công mình rất là cao. Sản lượng đạt. Đậu. Đó. Rồi có gì mình sẽ làm một clip khác mình chia sẻ kỹ hơn về cái vấn đề kéo đọt này. Thì mình nói sơ qua như vậy để cho các bạn nắm nhé. Thôi mình xin chào tất cả các bạn. Nếu mà thấy video hay thì các bạn cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, ủng hộ mình. Thôi mình cảm ơn, mình chào các bạn nhé. Xin chào.